chào lại tất cả các anh chị em ha. Thì trong đây An Nhiên cũng muốn các bạn trẻ của chúng ta, thanh niên, các em thanh niên thế hệ trẻ, hoặc là các bạn cùng trang lứa với An Nhiên, chúng ta cùng nhau phát biểu và đem đến cho người dân những cái lời phát biểu tự đáy lòng của chúng ta về đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mình dành cho người dân qua mùa dịch Covid như thế nào. Dạ chị, An Nhiên cũng đang đợi, sẽ đợi Nam Phong vào. Nam Phong là một trong những người có những cái lập luận rất là chắc và có những cái cảm nghĩ rất là khách quan. Nam Phong là một trong những thanh niên cùng trang lứa với An Nhiên, cho nên là những cái mà suy nghĩ của tầng lớp thanh niên như em sinh ra và lớn lên sau thời kỳ chiến tranh, nhưng mà đã chứng kiến những cái sự mục nát của chiến tranh để lại, rồi chứng kiến đất nước mình đi lên từng nấc thang như thế nào. An Nhiên tin là các bạn sẽ có những cái tư tưởng giống An Nhiên về đất nước, về con người, và sẽ luôn luôn cùng An Nhiên chung tay bảo vệ xã hội Việt Nam mình, bảo vệ đất nước Việt Nam mình, bảo ok rồi. Nam Phong có camera đây, An Nhiên mến chào, mời An Phong, Nam Phong lên nhé. Hello, Nhiên chào Nam Phong, khỏe không? Khỏe. An Nhiên vẫn khỏe chứ hả? Nhiên hả? Nhiên thì cũng ổn rồi. Rồi hồi nãy giờ anh Nam Phong vào thì anh Nam Phong có nghe An Nhiên đặt câu hỏi chưa? Thì Nam Phong có cái cảm nghĩ, cảm nhận gì về Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc trong cái chuyến đi qua để mà ngoại giao về vaccine, cũng giống như là về những cái mặt thường trường xuất nhập khẩu khác cho đất nước Việt Nam mình, đem công việc đến cho người dân để phát triển kinh tế đất nước Việt Nam mình, mà những kẻ bên này lại cho đó là đi xin. Thì theo Nam Phong thì nếu như họ dùng cái từ đi xin đi, nếu như đó là theo cái nghĩa bóng nghĩa đen của họ là đúng đi, thì nếu như là một thanh niên thế hệ trẻ như Nam Phong thì Nam Phong nghĩ đây là hành động tự hào. Nam Phong có cảm thấy có cái cảm nghĩ, có cái cảm nhận là tự hào về cái hành động đi xin vaccine về cho người dân của chủ tịch nước của chúng ta hay không, hay là Nam Phong có cái cảm nghĩ như thế nào? Ok, thì câu hỏi của An Nhiên á, thì mình xin chào lại các anh chị em diễn đàn. Thật sự mà nói như này, mình luôn tự hào về cái ngoại giao của Việt Nam. Chúng ta hiện tại, đất nước chúng ta có vị thế như ngày hôm nay, đó là một phần lớn về nhờ cái sự ngoại giao khôn khéo. Ở đây chúng ta tụi chống phá nó nói như An Nhiên đã nói, mình nghe có nghĩa là nó là Việt Nam đi xin. Ok, bây giờ mình cứ tạm coi như là đó là cái hành động đi xin đi ha. Mình tạm coi, mặc dù mình không phải đi xin. Nhưng mà ở đây á, khi chúng ta đã biết cái đại dịch này nó đã hoàn thành cả cái thế giới này 2 năm nay. Và thời điểm bây giờ bắt đầu vaccine mới gọi là có, nhưng mà không phải để chúng ta có thể mua được, có tiền chứ không chắc mua được, bởi vì cái số lượng vaccine bây giờ nó so với cái nhu cầu thực tế thì nó rất là khan hiếm. Chúng ta phải dùng cái từ khan hiếm, bởi vì cầu chưa đủ cung, xin lỗi, cung chưa đủ cầu. Và các nước lớn họ cái họ cần đó, là họ cần không phải là tiền nữa, mà họ đem cái vaccine đó họ đi, gọi là họ cũng ngoại giao, và họ đánh đổi cái khác, đánh đổi lại cái khác, chứ không phải họ lấy tiền. Họ bán ít lắm, chủ yếu là họ đi ngoại giao.
khi mà họ họ cho nước này họ 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 mình không dùng từ cho mà họ viện trợ cái nước này 1 triệu liều hay là 500.000 liều hay là vài triệu gì đó, thì tất cả nó đều phải Trao không đổi cho không ai cái thì gì, trao đổi. Ừ. phải đánh đổi hết. Bây giờ họ 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 có viện trợ cho Việt Nam 1 triệu liều hay bao nhiêu đó nước này nước kia, thì tất cả đều có cái thỏa thuận để trao đổi, hoặc ít nhất họ muốn lấy lòng Việt Nam. Tại sao bao nhiêu nước thế giới này, bao nhiêu nước, 193 nước, và nếu mà tính cả các vùng lãnh thổ là hơn 200, tại sao họ cho Việt Nam? Họ không phải là ví dụ như là các cái nước châu Phi chẳng hạn, đúng không, Nam Mỹ chẳng hạn, tại sao? Mình phải đặt cái câu hỏi, đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Tại sao Mỹ, Đức, Nhật, những cái nước lớn họ viện trợ cho Việt Nam? Đó, bởi vì họ có lợi ích. Lợi ích các nước tư bản tất cả. Còn nếu mà nói họ vì tấm lòng, xin lỗi, các nước châu Phi đang còn nghèo đói nhiều lắm kìa. Nếu mà vì tấm lòng thì họ nên cho những cái nước đó. Rồi mình trở lại cái vấn đề xin chấp nhận, cứ cứ coi như mình đi xin đi, vậy xin cho ai? Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xin cho gia đình ổng hả? Các bạn, những cái thằng chống cộng trong nước và ngoài nước, nó có gia đình, có dòng họ, có anh em, có bạn bè ở Việt Nam không? Anh Tất em, nhiên bạn là bè, có. dòng họ nó có chích vaccine không? Vậy vaccine nó ở đâu? Vaccine nó ở đâu? Là do Việt Nam đi xin về đó, tụi bay xin về chích cho cha con dòng họ, cái tụi chống khác tụi bay đó. Đừng có khốn Cho nạn, chính bản thân của họ nữa, đừng có mắc cho chính dạy. bản thân của họ nữa. Đúng rồi, không, bây giờ mình đang nói những cái kẻ nước ngoài, thì những cái thằng trong nước cũng chích, có vaccine là nó xếp hàng đầu, đừng có nói chuyện mà nó từ chối, đúng không An Nhiên và các anh chị em? Đúng, Vậy nó thì giả bộ nó chúng nói ta từ đi chối, xin nó giả bộ nó từ chối thôi. Đó là chẳng có một đứa trong nào những đâu cái để mà nó tạo niềm tin, nó ăn tiền của những đó. kẻ ở bên nước ngoài thôi. Nó là nó thể hiện cái sự mất dạy vô ơn bẩn bựa đó. Đúng. Chúng ta đem về để cho dân, trong đó có anh em dòng họ bà con nhà chích, để sao? Giữ gìn cái mạng sống cho nó, cái mạng sống của cái lũ chó đó đáng lẽ không đáng để chúng ta giữ gìn đâu. Nhưng cộng sản họ không phải là cái người như vậy, họ không thèm cố chấp, họ không thèm chấp những cái loại gọi là đểu cán mất dạy đây, vì họ họ tất cả vì 2 chữ nhân dân. Thử xem tới mấy cái chỗ mà chích ngừa, có ai phân biệt mày là người chế độ cũ, mày là cái thằng chống phá hay là gì không? Tất cả đều như nhau hết nha, ai vô đưa chứng minh là chích hết. Cộng sản họ không có phân biệt, không phân biệt, không có Chính đem lý xác. lịch ra coi là mày là cái thằng như thế nào, mày lịch lý lịch mày như thế nào tao mới cho chích, không có. Tất cả, thậm chí họ còn vận động một số kẻ còn gọi là tẩy chay, chúng ta vận động chích vaccine nào cũng được, vaccine nào sớm nhất là vaccine tốt nhất. Cái lũ mất dạy, cái lũ mà xuyên tạc chống phá này không thể chấp nhận, loại ăn cháo đó bác. Nó cứ tốt suốt ngày, nó lên nó nói là Việt Nam đi xin, ngửa tay đi xin này kia. Nhưng mà qua cái vấn đề này mình mới thấy Đảng Cộng sản họ lo cho dân như thế nào, họ lo cho dân như thế nào. Họ có thể bỏ mà, họ có thể làm như những nước, các nước tư bản khác, có nghĩa là để tự nhiên ai bệnh thì vô bệnh viện trị, rồi tiền như một số trường hợp chúng ta thấy là ở bên Mỹ, ngay bên Mỹ đây, hóa đơn viện phí hơn 1 triệu đô la sau khi chữa xong COVID, trong khi Việt Nam chúng ta có tốn tiền đâu. Vậy thì cái chế độ nào vì con người, vì nhân dân? 1 triệu đó, 1 triệu đô đó, nếu chữa xong thì làm bao nhiêu đời để trả? Những cái người mà cái dạng như là
lao động phổ thông, lao động chân tay thì làm Vậy mà tới Nam đời nào Phong thì biết chắc. không, họ họ tự hào, họ chia sẻ, họ nói là cái bill đó về, tụi nó nói chứ cái bill đó về thì cũng trả góp, nhưng mà góp thì góp làm sao, cũng là ở đâu, cũng là tiền từ mồ Loại hôi của mưu họ sinh, làm ra. Bởi vậy tư tưởng rất là thậm chí ngu nó trả xuẩn. góp tới đời con đời cháu nó chưa hết. Thử Bây đứa giờ hỏi nào Nam làm mà Phong nè, lao động chân tay mà để giành được 1 triệu đô? bây giờ hỏi Nam Phong nè, bây giờ họ góp cả đời đi, một tháng họ góp 100 đô cũng là tiền từ sức mồ hôi của họ ra, cứ không có được miễn phí đúng không? Bây giờ cho là một tháng chỉ À, có 100 đô thôi, đối với họ họ kêu chứ ôi 100 đô đó là cái chuyện bình thường, nhưng mà sao, cái đó cũng là tiền từ các vị đi làm đổ mồ hôi ra chứ, mà đâu phải là xí xóa luôn cả 1 triệu đô hay là vài trăm ngàn đô đó cho quý vị đâu. Quý vị phải trả, không trả bên Mỹ nếu như mà nợ tiền bệnh viện, nợ tiền chính phủ, khi thuế mà mà không trả không mua được cái gì cả. ở đây mình thấy đợt trước có một cái tấm hình một cái người đàn ông da màu, cái đợt trước à, đợt đầu tiên nước Mỹ bùng phát dịch thì cũng được chữa xong Covid rồi, bên Mỹ cũng chụp một cái tấm hình là đẩy ổng ra, hai bên thì y bác sĩ đứng vỗ tay giống như hân hoan là chữa được bệnh. Nhưng mà cái nét mặt của cái người da đen này họ không có biểu lộ gọi là một cái niềm vui, mà thay vào đó là một cái nỗi buồn, nỗi lo. Bởi vì cái đợt đó cái hóa đơn của ông đó mình nhớ khoảng 200-300 ngàn đô gì thôi đợt đầu đó. Thì các bạn thấy so với những cái người mà khỏi Covid ở Việt Nam, họ được va ra viện họ mừng, phải nói là mừng rơi nước mắt, họ hân hoan bởi vì họ được cứu sống thêm lần nữa. Nhưng mà cái người da đen đó họ không có một cái biểu hiện gọi là vui mừng hân hoan, thì tại sao? Nghĩa là họ đang lo bởi vì mạng sống đã được giữ nhưng mà tiền đâu để trả, tiền đâu mà để trả cái bill, cái hóa đơn mà nó lên tới mấy trăm ngàn đô. Lúc đó là đang sau này mới có những cái hóa đơn 1 triệu, hơn 1 triệu đô. Trong khi chúng ta đem so sánh đi, nước Mỹ, cái kinh tế của nước Mỹ và Việt Nam chênh lệch biết bao nhiêu xa. Sao nước Mỹ không làm được như Việt Nam? Mình chưa bao giờ ngang hàng về kinh tế với Mỹ, phụ rất là xa. Và chúng ta luôn khẳng định một điều đó là nước Mỹ là giàu nhất thế giới, à, những cái bill khổng lồ cho bệnh viện mà không phải là không làm được một phần như Việt Nam đi. Ở Việt Nam mà chúng ta thấy đó, rất nhiều, mỗi ngày hàng ngàn người đã khỏi bệnh, và chúng ta theo dõi trên chương trình TV chỉ những người không may mắn, thể trạng không tốt và không chịu được thì họ ra đi. Chuyện đó thì không ai mong muốn, và đất nước nào cũng đã có những người, đã rất nhiều người đã chết như vậy. Mình so hai cái chế độ đó mình mới nói cộng sản họ có thể làm như tư bản, họ không cách ly đúng không, họ không truy vết, họ không gọi là thực hiện chỉ thị 15, 16, nó gắt gao. Họ có thể bỏ, họ có thể làm như tư bản và họ đánh đổi bằng kinh tế. Mặc dù Việt Nam còn rất nghèo nhưng tại sao chúng ta không làm được việc đó, không đánh đổi kinh tế để coi là bu cái dịch? Tại sao chúng ta không làm được đó? Nếu chúng ta là một người có nhận thức, chúng ta sẽ thấy được cái việc làm nhân văn đó. Nếu chúng ta buông, ai là người khỏe? Chính là những cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ ở tuyến đầu, các lãnh đạo các cấp từ trung ương tới địa phương, họ khỏe lắm. Họ đâu phải căng đầu căng não, họ phải tính chiến lược này, quyết sách kia để mà dập dịch, để mà khống chế dịch. Rồi những người cán bộ chiến sĩ kia, y bác sĩ kia, họ đâu phải nhiều tháng, thậm chí hàng năm họ cũng có gia đình, có con cái, họ cũng nhớ thương gia đình họ, họ cũng lo sức khỏe họ chứ. Tại sao rất nhiều người xung phong ở Bắc Giang, có một Bắc Ninh chứ, có một cái anh đó, anh xung phong từ khi mà dịch Bắc Ninh
anh dịch Bắc Ninh nó bùng phát cho tới bây giờ anh vô Sài Gòn là anh xa gia đình là một năm mấy rồi, thậm chí vợ còn đã bỏ. Các bạn thấy chưa, ở bên Mỹ kiếm đâu ra những cái người như vậy? Có y bác sĩ nào, có chiến sĩ nào xung phong để ra tuyến đầu như ở Việt Nam không? Có lãnh đạo chính phủ Ở nào, bên Mỹ á, thủ tướng, phó thủ tướng nào suốt ngày đi xuống các cái vùng dịch để động viên bà con xem coi là bà con sống như thế nào, rồi khuyến khuyến khích bà con cố gắng không? Tôi đố nước Mỹ làm được những việc đó. khi dịch bùng phát Mỹ ở không bên thể Mỹ nào á, làm được như cộng sản. Nam Phong nói đúng, khi dịch bùng phát ở bên Mỹ, những người mà y tá trả cho họ hả lương cao luôn á, mà họ cũng không thèm đi làm, họ sợ chết, họ ở nhà, họ không có tình nguyện đi làm kiểu đó đâu. Và khi họ đi làm, họ ngã bệnh, họ kiện để họ kiếm tiền nữa kìa, chứ họ không có thể đó, họ không có chịu mà bỏ ra hả cái trái tim của họ để mà chữa bệnh đâu. Còn ở Việt Nam mình á, bao nhiêu em trẻ, An Nhiên thấy hăm mấy 30 tuổi, có người mười mấy 20 tuổi tình nguyện đi vào trong những chỗ mà cách ly để mà cứu chữa từng người. Họ còn trẻ, tương lai họ còn rất là rộng, lẽ ra những người đó họ phải sợ chết để họ giữ toàn tánh mạng, nhưng mà tại sao? Tại vì tình yêu thương quê hương đất nước, tình yêu thương đồng bào, đó là nghĩa đồng bào đó. Chỉ Ở có Mỹ những không con có. người sống ở chế độ cộng sản họ mới có suy nghĩ đó. Nói thật một con như vậy. Ở Việt Nam mình là vậy. Và cũng là người Việt. Nhưng mà ở Cali nó hoàn toàn khác An Nhiên. Thật sự An Nhiên là Việt Kiều Mỹ thì An Nhiên cảm nhận được cái sự đoàn kết ở bên bên nước Mỹ đó. Hầu như nó không có. Cái Việt Nam người Việt mình đó. Thường thường người ta đi qua, đi xa, họ rất là quý trọng cái người gọi là đồng hương, quý lắm. Tại đi xa đất khách quê người mà thấy một cái người cùng dòng máu, cùng quê hương, họ quý lắm chứ. Nhưng mà tại sao người Việt không làm một cái điều đó? Ghen ăn tức ở rồi cạnh gọi Nam là Phong thấy điển bé hình họ An Nhiên thôi, cứ lấy hình ảnh của An Nhiên ra cái mà đó. mình ví dụ đi nè. Tại sao Nhiên không dám ra mặt trong cái quan điểm nói của An Nhiên? An Nhiên sống ở đây, An Nhiên không có tự do ngôn luận. Tại sao Nhiên phải giấu mặt? Là tại vì Nhiên không có tự do ngôn luận. An Nhiên là một điển hình đây các anh chị, Mình biết, An mình Nhiên không hiểu. có được cái tự do ngôn luận và tự do chính kiến cho An Nhiên. Tại vì sao? Tại vì khi họ hỏi An Nhiên về suy nghĩ sao về đất nước Việt Nam, thì An Nhiên mới trả lời ừ, mỗi lần về Việt Nam Nhiên cảm thấy rất là yên bình, rồi á cảm thấy người dân Việt Nam á sống cuộc sống rất là thanh bình, và mình cảm thấy thức ăn đồ ở đó rất là rẻ, mình ca tụng. Thì bản thân của họ chửi mình xong xuôi rồi chửi đảng cộng sản trước mặt mình không có đồng ý điều đó, mình phản kháng lại, thì thế là xảy ra những cái sự xung đột. Vậy thì làm sao có cái sự tự do ngôn luận và tự do chính kiến cho chính mình? Vậy thì tại sao ngày hôm nay An Nhiên phải giấu mặt với mọi người? Tại sao mỗi lần livestream tất cả các bạn đều đều rất là cởi mở, và các bạn ở Việt Nam các bạn có thể ra mặt giống như Nam Phong, ra mặt giống như các anh chị em khác, nhưng mà An Nhiên lại không dám? An Nhiên đang sống tại nước tự do đó, tại sao An Nhiên không làm được những cái điều đó giống các bạn? Thì các bạn hãy nhìn vào hình ảnh của một An Nhiên đang nói chuyện với các bạn đây, là các bạn đủ hiểu là tôi có tự do ngôn luận hay không, tôi có được cái tự do chính kiến của tôi tại nơi đất nước Mỹ hay không. Nếu như có thì tôi đã dõng dạc đàng hoàng đúng không? Lên hình ảnh cho các anh chị em thấy rồi, nhưng mà tại sao tôi không có được những cái điều đó? Tại sao tôi không dám điều đó? Tại vì tôi sợ nguy hiểm tới bản thân tôi và nguy hiểm tới công ăn việc làm của tôi, đúng không? An Nhiên là một điển hình đó, là một điển hình.